Hơn rùa, rùa đi còn nhanh hơn người ta nữa. Con rùa đi nhanh hơn người ta nữa, rùa con bò chậm nhưng con tới trước. Mình đi 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 bộ mà tới sau nè. Gió mùa thu mà ru con ngủ. Mùa nắng nó đang nóng nực nha, mà anh xuống đây cái mắt lạnh nè. Năm canh trời thức đủ, năm canh con mèo không. Mèo quang nhiều lắm. Chó ở bên phía kia nữa, chó dữ lắm. Mấy con chó này hôm đen gì nhà, không còn chó hôm lết không. Mèo cũng hôm lết. Dĩ giờ em có thương mà có anh. Con chó bự mình phải xích nó, tại vì ở nhà thì đông, anh thấy ở trong nhà mấy ông ngày đông đảo rồi đợi sống mùa lũ chụp ra làng không biết nào chụp ra làng không à. Thằng nghe em nói em cột con chó em biết em đau lòng muốn chết luôn. Em nói trời ơi, tại vì mình thả thì từ từ nó sẽ quen, mà nó thấy người lạ thì nó không chịu, nó cứ nhào nó chụp nha. Mà mặc dù mấy ông ở trong nhà em lâu năm lâu rồi anh, mà sao nhưng mà nó vẫn phân biệt, cái nó không phải là người nhà, nó cứ chụp, nó thấy là nó chụp nó đè ghê lắm. Thành ra mấy ông sợ nó chết sống luôn. Chị ơi, ơi chị ơi, ơi. Ủa ai ngồi đó vậy chị Thị? Không biết hả? Kìa lấy bọc đồ, lấy bọc đồ ăn kìa. Ừ đưa chị một bọc. Nè cho gói thuốc lá nè. Rồi thank you. Bữa nay ok không? Ok. Sao giống người mẫu quá vậy? Bữa nay sao đẹp gái you. Giống người mẫu vậy? Đẹp hả? Đẹp, mặc áo mặc đồ gì đẹp. Nha, ăn nhiều chút nữa cho nó mập chút nữa ha. Ủa ai ngồi đó vậy? Ai vậy? Come here. You fine? Ok. Còn ông Xuân này nằm không mất rồi. You Xuân ơi, đâu có đi qua bển cho ổng đâu. Một mình hả? Ông Thiện có xuống thăm chú không? Hả? Ở có một mình hả? Gần sao qua đây lấy đồ ăn được đây? Đi vòng lại đẳng đi. Đi lên cầu hả? Thằng đi lại chỗ ông Cường kìa, chú đi vòng qua chỗ ông Cường nha. Đi lại chỗ ông Cường với ông Phúc đây. Hả? Bây giờ thằng đi lại chỗ ông Cường với ông Phúc. Mẹ. Ông mẹ. La làng, đã mai la mới nghe luôn á. Ông bển không la gì dơ, hôm nay mình cũng không nghe nữa. Chắc alo hả? Ồ, chocolate nè, chocolate. Nặng rồi hả? Thì nãy sao không đưa anh Hùng quải? Dành. Đây là sô ba lắc nha. Xích lô đó. Ô, cho nó chai nước đi. Cho nước kìa, uống nó nạn. Anh Hùng gỡ thứ Hùng đi, cho anh Thành gỡ lại. Nước có nước không? Có bọc đồ ăn nữa không? Dạ nãy ông lấy nước theo rồi. Coi đưa bọc đồ ăn có nước luôn rồi. Thấy rượu qua rồi anh xài. Rượu qua rồi anh xài. Rồi khỏi đi anh Hùng cộng với lại đi. Mở ra cho nó rồi.
rớt cái ly mì kìa, ly mì nè, này, anh Hùng. Cho mình đi trước, mình đi trước, đi trước đi. Không quả dại không? Nó nói chạy xăm xăm xuống, nó nói không được mà chị. Gặp anh đang đi xuống. Gặp anh đang đi xuống có nước rồi. Mình quá cứu nó đang có. Xuống rồi. Ê, đồ ăn rồi, đi rồi. Cho đồ ăn để vô bằng bao trong đó được rồi. Não đồ ăn kìa, để đó rồi. Bánh ướt không phớt cà nè. Đi đâu rồi? Đi đâu mất rồi? Đi xuống hả? Đó có nhiêu là đủ ấm rồi đó. Tắm vậy thôi đó. Nè. Ê, đồ mình đưa chứ còn đó nha anh mé. Nè, bọc đồ nè, cái bọc này của mình đưa bữa nè. Thay ra để vô đó. Coi nè, nấu gì ăn vậy? Ui là trời, nấu gì mà nó cháy dữ vậy nè. Hủ tiếu đó, ông đây ông lượm về rồi ông xào kìa, thấy không? Đây nè, xào rồi ăn vậy đó. Ông nói là ông tự nấu nêm nếm riêng ông ăn à. Không có đồ đại, loại đại là đại tí nó. Ông nấu rồi, ông nói ông với chuột ăn chung mà. Nấu cho chuột ăn nữa. Thấy cuộc sống không? Cuộc sống dưới suối. Anh Hùng mới biết đó phải không? Anh có biết là ổng lượm đá này, ổng tưởng tượng đây là cái gì không? Cục đai mình không? Coi nè, báo nè. Cái gì? Từ từ thì ổng tới. Từ từ ổng tới. Trời ơi, đâu vậy? Ủa? 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 Cái gì? Đâu có xe đạp đẹp dữ vậy? Ở đâu vậy? Ủa làm gì buồn xoay vậy trời? Làm gì buồn xoay vậy? Ủa đâu được cái xe đạp đẹp dữ vậy? Ai cho vậy? Ta cho hả? Ui trời. Ta cho nhưng mà đừng để mất chiếc xe đủ hả mà, xe đẹp quá vậy. Ô xe đẹp nha, nhẹ sần à, nhẹ sần à. Lấy ra cho ông bọc. Ừ, hồi đem vô nhà đi. Đem vô nhà cho ổng được rồi anh Thành ơi. Cho ổng nè. Nè, có nè, còn đây hai gói nè. Vừa đủ luôn cho ông gói. Dạ dạ. Ủa ông Thiện nó cho ông cái áo đó, đó hả? Dạ. Nó nhường cơm xẻ áo vậy, nó không có áo lạnh nó cho ông đúng không? Đó thấy không? Thấy không? Nhường cơm xẻ áo là coi như là tình yêu của nó đó, nó mới cho đó. Chứ không thôi nó cho rồi nó đâu còn áo lạnh. Đó. Rồi ông Phúc ở đây có tình yêu không? Hả? Anh Phúc có tình yêu không? Cái bịch cũng được, không sao, mình cho nó hết thôi. Ở đắng còn chừa cho anh Cường bịch. Anh Cường ở đây nè, không biết có nhà không? Ủa nãy giờ đi đâu mới về hả? Ê sao lạnh quá hả gì vậy anh Phúc? Ở trong còn quần áo khô không? Em thấy quần áo ướt hết nè. Nắng này anh đem anh chải lên gốc cây đi. Nó khô à. Đói bụng không? Mới về ăn. Ồ thấy anh xào cái gì đó hả? Rồi ở đâu có hủ tiếu đó vậy, ai cho vậy? Mấy người quen. Bánh ướt. Người ta đem xuống cho hay là mua cho ở chợ? Người ta đem xuống cho. Vậy hả? Người ta đi xuống đây hả? Dạ. Vậy đó. Anh Phúc chứ có nhiều fan lắm á.
hồi xưa không ai biết á, sau này người ta ảnh lên trên YouTube của Hằng nhiều, cái người ta biết á, người ta tìm tới đây người ta cho đồ nhiều lắm á, nhiều fan lắm á. Đúng, lạnh hả? Chút chút. Yeah, lạnh lắm á. Cái móng tay anh là nãy dài quá trời kìa. Cắt móng tay không? Ừ. Không sao đâu. Sao rồi? Khỏe không? Khỏe. Lúc này chú Xuân có tổ ấm ở bên kia rồi, không có ở đây nữa. Vậy có tổ ấm rồi, có Quyên Ương không? À, Quyên Ương á. Có ai vô phòng của chú ngủ nữa không? À, không. Không có hả? À. Bây giờ là ấm rồi ha, ấm sạch rồi ha. Có thằng Thiện nó lo hả? Bộ nó đem đồ ăn xuống cho ăn, nó đem quần áo đồ xuống cho mặc đó hả? Hả? À. Cái này là đồ nó để lại bộ hổng cho nè, phải không? Áo này Hằng nhìn được mà, cái áo chắc kịch của nó mà. Ờ, để xe vô cất đi. Để xe vô cái đã. Ở đâu mà được cái xe gỡ dữ vậy trời. Tội nghiệp chưa? Đó, bữa nay cho anh Hùng thực tế đi suối đó, thấy không? Đó, cảnh cuộc sống của mấy anh suối đó. Vậy đó. Trời. Ê. Sống vậy đó. Còn ông này là từ bữa có cái liều chạy giờ thấy ok rồi ha. Dòm lại coi. Có cái liều chạy sạch sẽ ấm cúng ra ok phải không? Hả? À. Ở đâu có nón mới này nữa? Nó người ta cho. Người ta cho hả? Ừ. Giờ không ngày có la làng có thấy quỷ sứ nữa không? À, quỷ hết. Nó đi hết rồi. Thì khi nào chú không có hút tầm bậy vô là quỷ không có không thấy. Không bậy đâu quỷ. Còn ổng hút vô là ổng thấy quỷ. Rồi ổng nói quỷ đi hết rồi thì ổng không có chơi. Nó phải chơi nhiều cho cố vô là thấy quỷ. Nó đi hết rồi. Nó đi hết rồi là không có chơi nữa thì không có thấy quỷ. Vậy thôi. Lượm củ về chụm đi. Ờ lượm ổng lượm về ổng đốt đó. Ủa chú đi qua đường nào nhanh vậy? Ừ. Ổng đi trên đây cầu hả? Ờ dạ. Ờ ổng đi nhanh lắm, mấy người đi bộ thân thoát à. Đó. Lượm về để đốt hả? Vậy sao không kiếm cái bao? Đâu rồi, dồn lại cho ổng cái bao đi. Anh mé đưa cái bao coi. Nè, lượm củi bỏ vô. Đi lượm mấy cái củi này nè, bỏ vô cái bao. Đây nè, có bao kìa. Để cầm tay vậy chứ. À. Để hồi đem về bánh đốt. Gần thằng bên kia kìa. Thằng bên kia là tội nghiệp không? Thằng kia nãy mắc nghẹn á. Đó, thằng bên kia làm nghỉ. Đi xuống cho mấy người này ăn thì cũng cho nó hết á. Đó là nhờ được hưởng ké với ở đây. Hưởng ké của mấy ông này. Có phải là cây củi nằm ngay chân cửa cổng kìa, lượm lấy vô. Người ta đập ra hết rồi, người ta đập bể bể ra rồi. Ừ, đốt đã lắm á, đi lấy bỏ vô đi. Nha. Đó, để tối có mà đốt. Chú ra chú qua chú lượm chú mấy thanh củi ngoài ba lệch đi. Khô gan hà, người ta giục ngoài á. Ờ, ngay trước cửa cổng á, đi ra thấy liền à. Cái tối có đốt, tối lạnh lắm, tối vừa xuống chút lạnh dữ lắm. Mà ông Phúc thì ông không có thích đốt nha. Ông Phúc á, mấy người này đốt chứ ông Phúc, ông không có đốt lửa. Hình như anh Phúc là không có đốt lửa, ổng chỉ nhóm củi này để ổng nấu ăn thôi nè. Đó, anh Phúc là đào một cái lỗ này rồi để nấu ăn đơn giản vậy đó. Đó, cái này là cuộc sống đơn sơ của anh Phúc. Cái này là cuộc sống đơn sơ của mấy tên Phúc đang quét nhà đó. Người ta đón khách đó, anh Phúc đang dọn dẹp nhà để đón khách đó nghe. Nghe khách là Hằng Kali tới rồi, Phúc dọn dẹp nhà kìa, tội nghiệp chưa? Vậy mới được chứ ha. Ờ, dễ thương chưa? Oh my god, bữa nay Phúc biết ý thức có. Vô mà thấy Phúc biết tự ý thức dọn cái chỗ ở sạch sẽ là thôi, chứ có gì. Là vui rồi. Chơi điệu đi. Chơi điệu ha. Ủa anh Phúc hồi nãy anh Phúc nấu này ăn á hả? Trời ơi, nấu cái gì tùm lum tà la rồi ăn được không vậy?
Trời ơi, sống gì khổ cực tội nghiệp dữ vậy trời. Lạnh quá kìa. Lạnh quá hả? Ừ, anh á, mặc gì móng le móng lét hả? Cũng có lạnh lắm. Cần thêm quần áo không? Được rồi, có mà. Đồ gì đủ ấm không? Có. Thêm quần áo ra ngoài đấy, quần áo. Cuộc sống ở khu vực nhà của anh Phúc này. Ở Mỹ nha, người ta cho mấy cái đồ này nhiều lắm á quý vị. À, đồ hộp ha, rồi trái cây nha, rồi khoai hay là các thứ đó, à, rau củ nhiều lắm. Người ta đi xuống suối tới chỗ nào mấy ổng cũng dục cái này đầy hết á, không ai ăn hết trơn á. Ở Việt Nam á, mấy cái trái bơm Mỹ này á, mắc lắm à. Cái này táo của Nhật Fuji á, ngọt dữ lắm á. Cái này mái lá đơn sơ vậy thôi. Phúc bên đây hát không? Hả? Phúc bên đây hát không? Không hát thì cũng hòi. Không hát thì cũng phải hò chứ. Không hát thì cũng phải hò. Mưa đỡ ha anh Phúc, mấy bữa nay không có mưa cũng đỡ ha. Ừ. Ok thôi vòng vòng đi thăm mấy anh, cho mấy anh chút đồ ăn. Hồi nãy tưởng đâu là không gặp, nhưng mà đi tới đây cũng gặp. Không cần quay hả? Không cần quay, quay đi, quay làm chi? Không cần. Yeah. Trời ơi, cái gốc cây cổ thụ dưới kìa. Tiên thánh. Tiên thánh hả? Thank you nhiều nha. Ok, yeah. Không có gì. Rồi thôi, hàng đi nha. Okay, chúc đồ ăn còn khỏe. Ừ, không đủ ấm thì hồi ra xe lấy thêm quần áo. Dạ. Yeah. Ha. Dạ. Yeah. Hồi hàng đi chổng hàng chút ra lấy thêm quần áo. Trời, không có rồi. Gì đâu. Ừ, ok. Ok anh, thank you. I love you. Ok, bye bye. Giữ gìn sức khỏe nha anh Phúc. Anh bé bỏ cái điện thoại vô túi đi. Rồi. Rồi đi, đi mấy anh ơi. Ô nay rồi. Ô nay mặc màu đen không à. Tối rồi, nó bắt đầu là lạnh rồi đó. Trời vừa tối xuống lạnh lắm. Kệ lạnh, cứ đi lạnh. Cái áo nè. Bỏ áo rồi bỏ quà. Ừ. Bà thủy là cái gì ạ? Bà thủy
là anh Cường ơi, Cường không? Anh Cường ơi. Anh Cường ơi. Anh Cường ơi. Bây giờ đi rồi. Tiếng rồi đi rồi. Không có rồi. Cắt ra mấy hồi. Mà mấy chiếc này còn trả được mà. Ông Cường. Cường ơi. Xuống quay xuống nè. Dạ. Đi bộ đi lâu rồi. Không có. Vô dở chơi chứ. Chết quay. Con dưới thối là nghe có người chết. Con thối là nghe có người chết. Đây không, mình tưởng thôi là mình không lục ra. Lỡ có người chết chứ không biết chứ mà. Cái lâu từng tới mưa tiếp nè. Con xưng ổng la làng chửi cái gì. Sưng la hả? Sao vậy? Nhiều tập để làm sưng quá. Đây cái ba lớp của bạn. Kêu bà Thủy bằng con quỷ cái, còn bà Thủy thì kêu ông Xuân bằng con ác quỷ. Tại vì hai người ngồi kế bên với nhau chửi á đó. Đó bên kia thì ông kia la chửi, bên đây bà này bữa nay thì cười, bà này bữa nay cười. Thủy ơi, ông Xuân ông chửi ai vậy? Không biết hả?
còn dài kìa. Rồi ông Thân là tới cơn luôn đó, còn Cường dài kìa. Bữa nay ông Cường làm chi xe đạp ở đâu nhiều dữ vậy? Đấy, cái quýt 6 là của độc quyền của ông Cường đó. Ê, ở nhà làm gì có chiếc xe đạp khóa mới tinh, gửi đây thêm chiếc mới tinh nữa, giàu dữ vậy. Ui là trời, lạnh không nổi rồi. Cho ông bọc đi anh Thành. À, làm gì giàu dữ vậy, làm gì tới bao nhiêu chiếc xe đạp ở nhà vậy? Người ta thương ta cho hả? À, xin đồ gì về vậy? Tao xin đi đồ hộp đó để kìa, có bọc đồ ăn kìa. Cho ê, ông khôn lắm, cái áo này ông nói giống như cái sleeping bag vậy, ông giữ áo này ông bận tới bây giờ. Thằng cho ông cái áo đó ông giữ mà. Mới rồi để ông bắt mà 20 mấy đồng đó, cái ông Mỹ trắng ông có ông chơi sao mà ông không? Để tôi á. Ông xin sao ông khóc quá trời à? Ông không có đồ ăn với ông con nuôi con gì con rơi rất mỏi luôn bên xe lửa. Ông là giàu nhất mà không có đồ ăn, ông là giàu nhất trong suối này nè. Vậy mà không biết sao ông than hoài, than vậy hả? Mới cho ông đồ ăn nè. Tính đem qua cho ông mà đi nặng quá. Đoàn đồ hộp không mà. Ừ. Đó, đi về mình đi đi. Hồi sáng giờ đi chứ đừng. Sáng giờ đi đâu ạ? Ôi là trời. Ổng không có nghe, ổng bệnh ổng biết tự vô bệnh viện. Ờ ổng có mấy người nay, mấy người nay ổng chịu đi chứ ổng tự đi bệnh viện rồi đó. Ông kêu chở ông đi, ổng nói thôi rồi mất công rồi kể công cắn. tự đi lên xe bus đi là vui lắm ổng. Hả? Hồi nãy có coi trong bọc đồ ăn chưa? Hả? Đó tôi muốn mày chết mẹ mày á. Giờ tới chửi rồi, tới chửi rồi. Hả? Nha. Tôi đang hỏi, hồi nãy có mở bọc đồ ăn coi thử chưa? Có cà phê chổng rồi. Muốn xin mấy cái một mấy bịch nữa. Thì... Sao thèm cà phê dữ vậy? Nói đi. Uống cà phê. Thích uống cà phê hả? Rồi bây giờ không lạnh sao mà ăn bận gì? Áo lạnh đâu hết rồi? Có lạnh vậy mà chứ ở nhà. Đi vô lấy áo lạnh bận vô đi. Ôi này ấm ơi. Ủa vậy là ấm đó hả? Yeah. Sao ấm được? Chị biết em mặc mấy cái không? Ba cái áo rồi nè. Chị mặc có 1 cái vậy lạnh chết. Anh có biết cái bà này, hồi đó chị này, hồi đó chị đẹp dữ lắm. Hồi đó đẹp dữ lắm, cái này mình nói thiệt mà. Còn bây giờ vậy đó. Hồi đó đẹp lắm. Anh nhìn cái dáng bà hồi đó phải không? Tròn hơn chút coi. Bà rất là đẹp. Mặc make up không nha, mà ăn mặc theo cái style đẹp lắm. Thôi đừng có chửi nữa. Chết mẹ bây giờ. Cái gì vậy? Chó. Mày tưởng mày là ai vậy? Mình đang đứng nói chuyện chứ bà không có biết mình đâu. Mày là ai? Là đang trong đầu nói chuyện với người ta đó. Thôi mày á. Mày ai? Mày tàu hả? Mày tàu không con đĩ? Con đĩ chó đuổi bắt cái đâu? Cái gì vậy? Bên kia thì ông sao đi. Ê bây giờ mình đi lên cầu đi xuống kêu ông đừng có la, sao ông la dữ quá, hồi đâu có còn cổ họng đâu mà chịu nổi. Về chứ thầy muốn lấy về. Mấy bịch cà phê. Ô mấy bịch cà phê hả? Ok, thằng đi lên đây gần chút nữa rồi thằng kêu chị mới đi lên nha. Vô đây không có chửi nghe chưa? Bữa kia thằng hỏi chữ ai vậy, chữ thằng hả? Bắt không có. Rồi hỏi chữ ai? Chữ quỷ ma. À, ông Thân cũng quỷ ma. Chữ chị trên cổ trên thôi mà. Mình đang nói chuyện vậy chứ họ không có nghe đâu. Mình nói đâu. Họ nghe ở trong cái đầu họ, cái thế giới bên kia. Ừ. Ảo giác á, có bữa thì bà cầm cây nha. Nhưng mà bà vẫn nhận cái thằng. Vẫn nhận mỗi bữa kia cầm cây nhào lại quánh bà kia thằng la. Thằng nói thằng ngồi đây nha. Quánh bà kia trúng thằng đó là ngừng cái cây liền liền không có quánh. Tại bà kia ngồi gần thằng. Người này là cái nghiệp rồi. Mới thích thời đây á, nghe ông chửi ông la quá trời rồi. Bây giờ đi qua coi ông chửi ông la cái gì vậy, không biết ông chửi ông la gì luôn. Đó, ông ngồi ông chửi ông la một hơi rồi im rồi, ông la một hơi giờ ông im rồi kìa. Ê đừng có đập bùm bùm nữa. Rồi sao mới tới thời mà la làng cái gì dữ vậy? Hả? Chú? Rồi sao hồi nãy mới thời nói vậy rồi về la gì la dữ vậy?
đã ăn cái này tôi làm bơm thử á. Ai? Mình Mình tụi nó đó. Thôi ai làm gì mà khóc. Mình tụi xin kia. Tụi xin kia đau đó. Cầm cái nhé. Cầm là cầm đèn pin đó nhé. Cầm dưới nè. À hả? Sao vậy? Đừng có la nữa, không có ai chưa la vậy là làm. Nó la em đâu muốn chết luôn. La vậy là mình sẽ mệt. Muốn. Có phải la chứ? Không, không có la. La. Phải la. No. Quỷ đó. No, 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 không có đập gì. Đập quỷ đó. Đâu có quỷ. Mày đây. Lại rồi. Buồn mát đây. No. Buồn mát. Đập quỷ cho mày. À. À quỷ mày. Quỷ la. No, chú Thương à. Chú Thương nghe con nói nè. Không có ai chừng á. Có. Mới hồi nãy con với chú mới nói chuyện với bển đó không có ai. Bác kêu gì? Quỷ mày. No. Mày chết mắt người ta. Mày bị ra người ta. Thôi không có la nữa, ok. Chú Sơn ơi, mày có lo nữa chú Sơn ơi. Bây giờ không còn ai kêu la nữa đâu. La là ngồi dòm qua bển la bà khỉ á. À. Mày ác rồi. La một hồi đâu còn nước miếng mày còn. Mày ác rồi, mày ác rồi mày. Ba là con người nè. Vô mấy là người sống được. Chú đừng có la nữa chú. Không có ai chừng á chú. Đâu có ai bên đó đâu. Không có lửa nữa chắc có khói. Lửa à, đâu. Đu mẹ cho mày. Xương kia ở sao. Không có sự sống. Đu mẹ mày. Mày ác. Ác quỷ mày. Nó ra tù đó. Ai? Rồi ai? Biết rồi. Không có ai chứ á, đừng có la nữa, ok. Chú la một hồi chú đau cổ họng á. Chú khang hết tiếng luôn á. Mày rớt ra đi bị ra. Đủ mẹ mày. Đủ mày sẽ làm. Đủ mày giết tao à. Đủ mẹ. Đủ mẹ mày. Đủ mẹ mày. Đủ ác quỷ mày. Ác quỷ mày. Mày chết mẹ mày. Cái này có phải giống trời hành phạt không? Chú Sơn, stop. Tao đánh mặt cả mày. Đang dọn dạ. Đó, đang dọn con quỷ châu đó đó. Tụi mẹ mày. Không vô cây đó, cây sắt đó nha. Cây sắt đó. Tụi mẹ đó, mày. Đúng qua mình cái là chết luôn á. Vột tay á. Chú à, được con như là hai người chửi với nhau. Bà bên kia. Người ta. Bà bên kia chửi. Gì á? Mày dặn mày dặn trước lâu được kìa. Cho nên có khoảng hai người ở kế nhau. Giữ nhau suốt. Rồi Thiện nó thấy cái liền này nó kéo đây, nó kêu không ở đây. Mẹ mày tưởng là bố mình. Tưởng là bố thế này. Cùng hệ, cùng tầng lớp.
còn tần số thấy. Vậy là anh mía thấy hả? Thấy chứ. Ồ. Anh thấy không? Không. Đó, thấy không quý vị, tần số. Ta lấy đèn pin lại đây. Nè, cùng tần số đúng không? Tại vì ông dòm, ông Xuân dòm vô gốc cây đây. Chửi thì ông mía nó, ông mía vẫn thấy ma ở trong gốc cây này. Vậy, giống như nhau vậy. Không? Sơn ó giống người không? Không, thằng đâu có thấy giống người đâu, không có. Sơn ó thấy ảo tưởng đó. Mấy người này, cái là ảo tưởng. Anh biết không có phải là hút, nhưng mấy người bệnh tâm thần á, cái ảo tưởng khi họ diễn ra đó. Đó, anh biết nói y chang ổng vậy đó. Đâu có ai đâu. Đó, cái ông kia kìa. À, trời. Thôi, không đau, vuốt ổng đi, vuốt ổng đi anh bé. Không đau, đừng khóc. Không đau, không đau. Ê, đừng khóc, ok, chú Sơn. Chú Sơn, không đau. Cứ cầu nguyện họ là được. Cầu nguyện con chặt. Mà không biết là cầu nguyện gì. Chú Sơn. Má nguyện của mày là cầu nguyện của mày à. Chú Sơn, chú Sơn, no, không có. Đâu tức mẹ mày. Chú Sơn này, bỏ thanh sắt không đi. Ha. Nè, đưa, 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 con lấy thanh sắt đi. Chú Xuân đưa cái thanh sắt đó cho con nha. Chú Xuân đưa cái cây cho con đi ha, để ngồi chú Xuân quơ rồi trúng con á, trúng hằng á. Ờ, chú Xuân giỏi quá. Yeah, chú Xuân giỏi quá. Ok, không có. Không có ma quỷ gì hết á, không đau. Không đau, không có ai hết á. Ha. Rồi, không đau, ok. Ok, không đau. Đâu có quỷ, là cầu nguyện lên nó hả? Không, không có ma quỷ, không đau, ok. Lên ra bao hoa không? Có ma quỷ đó, giỏi rồi đó, thanh sắt xuống được rồi, thanh sắt quơ xuống thấy là đúng cái đầu nha. Ok, không đau, ok.